Ban biên tập xin được gửi lời chào và cảm ơn tới quý khán thính giả đã luôn quan tâm đồng hành cùng kênh Tin Mới. Kính chúc quý vị sẽ luôn có những giây phút thật bổ ích khi xem video. Quý vị đừng quên ấn like, đăng ký kênh để luôn là người cập nhật những thông tin mới nhất, chính xác nhất đến từ kênh của chúng tôi. Và bây giờ hãy cùng chúng tôi đến với những tin mới nhất trong ngày. Xin chào quý vị và các bạn đã trở lại với tin mới, với những tin tức về đợt lũ lụt kinh hoàng đang diễn ra tại Trung Quốc. Thưa quý vị, Trung Quốc vào tối qua lại tiếp tục hứng chịu một thảm họa nữa từ trên trời giáng xuống khi ba tiểu hành tinh còn gọi là thiên thạch đã lao ra khỏi quỹ đạo và lao xuống trái đất. Điều kỳ lạ đến một cách khó tin là cả ba đều rơi nhằm vào các địa điểm tại ba nơi khác nhau ở Trung Quốc như bán đảo Lôi Châu, Thiểm Tây và cao nguyên Tây Tạng, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản tại các khu vực này. Diễn biến của thảm họa mang màu sắc tâm linh này diễn ra như thế nào? Mời quý vị khán giả lắng nghe bản tin nóng cập nhật mới nhất của chúng tôi. Kính thưa quý vị, từ trước tới nay, hiện tượng thiên thạch rơi là điều thường gặp tại Trung Quốc, đặc biệt trong vòng hơn năm qua. Trong khi có những vụ thiên thạch rơi đem lại cho người ta sự may mắn và bỗng dưng trở thành triệu phú đổi đời chỉ sau một đêm. Phần lớn là nó đem đến tai họa bi kịch cho con người với những hậu quả khủng khiếp mà nó để lại. Điển hình là vào tuần trước, một khối thiên thạch từ vũ trụ lao xuống vùng Chelyabinsk thuộc miền trung nước Nga vào khoảng 9 giờ sáng. Nó bốc cháy trong khí quyển gây nên tiếng nổ lớn kèm theo ánh sáng chói lòa trên bầu trời. Vụ nổ đã khiến ít nhất 1.200 người bị thiệt mạng và bị thương, gây thiệt hại vật chất hàng chục triệu đô la. Xung chấn từ vụ nổ khiến cho hàng vạn cửa sổ trong vùng vỡ tung, phần lớn các nạn nhân bị thương nhẹ do các mảnh kính vỡ văng vào cơ thể. Hay là vào ngày 23 tháng 12 năm 2020 tại khu tự trị Ngọc Thụ, Thanh Hải cũng có một thiên thạch đã rơi xuống. Lúc đó bầu trời vẫn còn tối, quả cầu lửa cháy xuyên thẳng bầu trời từ Bắc chí Nam phát ra ánh sáng vô cùng rực rỡ. Mặt đất sáng rực như ban ngày kèm theo những âm thanh như sấm, sét. Người dân địa phương thậm chí còn cảm thấy chấn động từ không trung và mặt đất. Và đêm hôm đó, một điểm sáng kỳ dị màu đỏ đã xuất hiện trên bầu trời Thanh Hải, kéo dài gần 1 giờ đồng hồ rồi lại đến lúc 7 giờ 51 phút vào sáng. Một trận động đất có cường độ 4 độ Richter xảy ra tại huyện Mã Đa, Châu Quả Lạc, tỉnh Thanh Hải, gây thiệt hại lớn cho người và của tại đây. Trong một diễn biến có liên quan, vào khoảng 7 giờ tối qua, ba tiểu hành tinh tựa như ba thiên thạch sau khi đã lao ra khỏi bầu khí quyển với tốc độ cực nhanh, ước tính khoảng 14 km/giây. Ba thiên thạch này đã rơi xuống tại ba khu vực khác nhau ở cao nguyên Tây Tạng, bán đảo Lôi Châu và tỉnh Thiểm Tây, quê hương của Tập Cận Bình. Khi lao vào khí quyển, một trong ba thiên thạch đã phát nổ ở độ cao 10 km với năng lượng tương đương khoảng 1.000 tấn thuốc nổ TNT, tạo nên một quả cầu lửa lớn có thể quan sát từ khoảng cách 1.000 km. Tiểu hành tinh này rơi xuống khu vực Tây Tạng, trúng ngay vào nhà ông bí thư khu tự trị Vương Hoàng, làm cho cả gia đình ông ta và hơn 20 binh sĩ đồn trú quanh khu vực dinh thự ông ta thiệt mạng. Trong khi đó, hai thiên thạch còn lại rơi xuống Thiểm Tây và bán đảo Lôi Châu với nguồn năng lượng có trong hai thiên thạch khi phát nổ ước tính tương đương với vụ nổ có khoảng 210.000 tấn thuốc nổ TNT, để lại hai hố sâu với kích thước ước tính chừng 170m, tạo ra hai miệng hố rộng 1.200m và đường kính khoảng gần 2 km. Vụ nổ tại bán đảo Lôi Châu đã phá hủy hoàn toàn một căn cứ quân sự và làm thiệt mạng khoảng 7.500 quân, phá hủy hoàn toàn cơ sở vật chất, trang thiết bị quân sự các loại, gây thiệt hại nặng nề cho quân giải phóng nhân dân Trung Quốc. Rất nhiều thi thể của binh lính đã không còn nguyên vẹn, khi vô số mảnh thịt bị bắn văng tung tóe lên không trung bởi sức công phá của vụ nổ gây ra sự kinh hoàng cho dư luận. Trong khi đó, tại Thiểm Tây, tiểu hành tinh hay như một thiên thạch rơi trúng một hang động trên núi và san bằng hoàn toàn nơi này, mà nơi này được cho là Tập Cận Bình đã đúc một bức tượng cao 9m của mình đặt trước cửa hang. Bức tượng trên cũng đã đổ vỡ tan tành thành nhiều mảnh vụn và đầu tượng của Tập Cận Bình thì văng lăn lóc ra một nơi, tạo ra khung cảnh hoang tàn đổ nát. Những cảnh tượng trên vừa gây hoang mang cho Tập Cận Bình và giới lãnh đạo Trung Quốc sau đó, nhưng lại là nỗi vui mừng của đa số người dân Trung Quốc cũng như dư luận bên ngoài. Nhiều cư dân bình luận đây mới đích thực là ông trời đang nhắm vào Đảng Cộng sản Trung Quốc và ông trời đã và đang diệt Trung Quốc. Chỉ có khoảng 15 dân thường thiệt mạng và bị thương trong thảm họa thiên thạch này. Diễn biến tiếp theo của sự kiện này ra sao? Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi, cập nhật cho quý vị trong các bản tin kế tiếp.
Kính thưa quý vị khán giả, lũ lớn tiếp diễn làm gia tăng áp lực nước lên đập Tam Hiệp giữa lúc chính quyền Trung Quốc đang thực hiện các biện pháp khẩn cấp để bảo vệ đập thủy điện lớn nhất thế giới. Thông tin dự báo thời tiết mới nhất cho thấy tiếp tục có mưa lớn trong 3 ngày tới tại các phụ lưu sông Trường Giang, khiến nước lũ đổ về đập Tam Hiệp gia tăng. Trong những ngày vừa qua, lũ lớn đã khiến mực nước đập Tam Hiệp dâng cao, làm dấy lên nhiều quan ngại rằng đập thủy điện lớn nhất thế giới có nguy cơ bị vỡ. Trước tình thế cấp bách đó, chính quyền Trung Quốc đã buộc phải xả lũ để giảm tải cho đập, gây ra ngập lụt lớn trong vùng hạ lưu. Vào sáng hôm nay, sau nhiều thông tin đồn đoán, cuối cùng chính phủ Trung Quốc đã thừa nhận việc thực hiện xả lũ lần đầu tiên trong năm nay tại đập Tam Hiệp. Trước đó, truyền thông Trung Quốc đưa tin các con đập Tam Hiệp, các Châu Bá, Châu Lạc Độ và Hương Gia Bá đang nỗ lực để sản xuất điện hết công suất. Tân Hoa Xã cho biết 34 máy phát điện của đập Tam Hiệp đã hoạt động gần hết công suất. Tuy nhiên, một số hãng tin của Hồng Kông cho rằng cái mà báo chí của Trung Quốc gọi là sản xuất điện thực ra là một đợt xả lũ khẩn cấp để phòng ngừa nguy cơ vỡ đập. Nhật báo Kinh tế Hồng Kông vào sáng hôm nay bình luận, mưa lớn ở miền Nam không ngừng thử thách năng lực chống lũ của đập Tam Hiệp trên sông Trường Giang. Vào lúc 14 giờ chiều ngày hôm qua, lượng nước đổ vào hồ chứa Tam Hiệp đạt 40.000 m khối trên giây, gấp đôi ngày trước đó. Để đối phó với lượng nước ồ ạt tràn về, giới chức đã ra lệnh nâng ngưỡng xả hồ chứa Tam Hiệp lên 35.000 m khối trên giây. Với tình trạng mưa lũ vẫn tiếp tục diễn ra ở Trung Quốc, nhiều chuyên gia đặt ra nghi vấn liệu lũ lụt những ngày qua ở các địa phương nằm gần đập Tam Hiệp có liên quan đến việc con đập này xả lũ hay không. Đến hôm nay, khi Bắc Kinh thừa nhận đợt xả lũ đầu tiên trong năm, thì một đợt lũ mới cũng đang tràn về lưu vực đập Tam Hiệp, một khu vực diện tích khoảng 1 triệu km2. Việc thừa nhận xả lũ đập Tam Hiệp diễn ra sau khi các video xuất hiện trên mạng xã hội, dấy lên lo ngại chính quyền hy sinh những địa phương gần đập Tam Hiệp để cứu con đập khổng lồ này. Mưa lớn ở nhiều khu vực trung và hạ lưu sông Trường Giang từ đầu tháng trước đến nay đã dẫn tới lũ vượt mức cảnh báo trên 58 con sông ở 12 tỉnh thành. Video được lan truyền vào cuối tuần qua cho thấy đường phố nhiều quận thuộc thành phố hạ lưu con đập biến thành sông, xe cộ bị ngập và người dân chật vật di chuyển trong dòng nước có nguy cơ vỡ đập. Báo Taiwan News cho biết, chuyên gia thủy lợi Vương Duy Lạc hiện sống ở Đức đặt nghi vấn về sự an toàn của con đập, cảnh báo con đập có thể vỡ bất kỳ lúc nào. Ông Vương cảnh báo một khi đập vỡ, hậu quả sẽ rất khôn lường đối với người dân sinh sống ở vùng hạ lưu sông Trường Giang. Ông nhấn mạnh tính nghiêm trọng của những vết nứt và kết cấu bê tông không đạt tiêu chuẩn được phát hiện trong quá trình xây dựng. Đồng thời, chuyên gia này cũng chỉ trích chính quyền và truyền thông nhà nước Trung Quốc vì không thừa nhận mối nguy tiềm tàng từ hồ chứa. Tuy nhiên, sáng hôm nay, chuyên gia Quách Tấn tại Viện Khoa học Kỹ thuật thuộc Cục Quản lý Động đất Trung Quốc đã bác bỏ những tin đồn và nghi vấn của truyền thông thế giới rằng đập Tam Hiệp có nguy cơ bị vỡ. Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp của Trung Quốc cho biết trận lũ năm nay đã ảnh hưởng đến 26 tỉnh thành của Trung Quốc, gần 14 triệu người, trong đó 78 người đã chết và mất tích, ước tính 8.000 ngôi nhà đã bị phá hủy và 97.000 ngôi nhà bị hư hại ở 13 tỉnh, thiệt hại lên tới 25,7 tỷ nhân dân tệ, tương đương 3,6 tỷ đô. Đập Tam Hiệp có quy mô rất lớn và là đập thủy điện lớn nhất thế giới. Hồ chứa mà đập tạo ra có diện tích bề mặt là hơn 1.000 km2. Công trình này thậm chí được cho là có thể làm chậm vòng quay của trái đất. Vì khối lượng nước dự trữ trong hồ vô cùng lớn, khi triển khai thực hiện, chính phủ Trung Quốc nói rằng đập Tam Hiệp được xây dựng với mục đích là sản xuất điện, điều tiết lũ và hỗ trợ giao thông đường thủy. Tuy nhiên, đài Ripley dẫn lời ông Trương Khiết Bình, một nhà hoạt động nhân quyền tại Giang Tô, nói rằng tình hình hiện tại cho thấy những người phản đối xây đập đã đúng đắn. Từ khi con đập này ra đời thì chưa thấy đóng góp gì trong việc điều tiết lũ lụt, hạn hán hay như cách người ta nghĩ vào nó. Để thực hiện công trình này, 1,2 triệu người đã buộc phải tái định cư hoặc tìm nơi ở mới. Hiện chính phủ Trung Quốc vẫn đang di rời người dân ra khỏi khu vực và dự kiến sẽ chuyển thêm hàng trăm nghìn người nữa trong những năm tới đây. Ước tính tổng chi phí dựng đập vào khoảng 25 tỷ đô, nhưng một số ý kiến cho rằng con số này lên tới 37 tỷ đô. Kính thưa quý vị và các bạn, theo thông báo của Trung tâm Cứu trợ hạn hán kiểm soát nỗ lực sông Dương Tử, mực nước đập Tam Hiệp trên sông Dương Tử, sông dài nhất Trung Quốc vào chiều ngày hôm qua, trên mức báo động trong khi mưa tiếp tục trút xuống ở khu vực thượng nguồn sông. Thông báo cho biết lượng nước chảy vào hồ chứa con đập lên tới 56.000 m khối trên giây vào lúc 2 giờ sáng ngày hôm qua. Đây là lần thứ hai trong năm nay mực nước hồ cao nhất kể từ sau mức 70.000 m khối trên giây chảy vào hồ vào ngày hôm nay. Thông báo nêu rõ mực nước đập vào lúc 2 giờ chiều là 153,3m, cao gần 4m trong 24 giờ, vượt qua mức báo động 145m. Mực nước có thể lên đến 160m vào chiều tối nay. Vận chuyển qua đập Tam Hiệp phải ngừng hoạt động từ 8 giờ tối 2 ngày trước.
Mưa bão gây lũ lụt lở đất Trung Quốc gần 2 tháng nay cuốn trôi nhiều làng bản, buộc nhiều người phải sơ tán. Lở đất ở tỉnh Cam Túc, Tây Bắc Trung Quốc làm cho 1.435 người thiệt mạng, hiện vẫn còn 330 người mất tích. Mưa lũ gây lở đất đá ở tỉnh Tứ Xuyên, Tây Nam Trung Quốc đã phá hủy 24.000 ngôi nhà, nhấn chìm 17.000 hecta đất nông nghiệp, cuốn trôi 379 ngôi nhà, làm trên 540.000 người phải sơ tán. Tổng thiệt hại ước tính khoảng 1 tỷ nhân dân tệ, tương đương 147 triệu đô. Kính thưa quý vị, Trung Quốc cảnh báo nguy cơ lũ tràn đập Tam Hiệp. Chính phủ Trung Quốc đang lo ngại mưa lớn khiến nước sông Dương Tử dâng cao sẽ đe dọa đập Tam Hiệp, công trình thủy điện lớn nhất thế giới trong cùng ngày. China Daily dẫn lời ông Wang Shangjong, người đứng đầu cơ quan kiểm soát lũ lụt hạn hán khu vực sông Dương Tử. Các giá trị mực nước của cơn lũ này sẽ cao hơn trận lũ lịch sử năm 1954 và năm 1998. Lượng mưa quanh đập sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến dòng chảy vào đập. Trong khi đó, dự báo thời tiết cho thấy mưa lớn vẫn tiếp tục trên thượng nguồn sông Dương Tử trong mấy ngày hôm nay và chưa có dấu hiệu thuyên giảm. Giới chuyên gia đánh giá, nếu tình trạng này kéo dài thêm một tuần nữa thì hậu quả của hàng trăm triệu người dân hạ nguồn thật không thể đo đếm được. Chuyên gia cảnh báo xả lũ đập Tam Hiệp có sức tàn phá gấp 25 lần sóng thần. Tiến sĩ Vương Duy Lạc, một chuyên gia thủy lợi nổi tiếng, người đã dành nhiều thời gian nghiên cứu về công trình đập Tam Hiệp cho biết, đập Tam Hiệp không chỉ không kiểm soát được lũ, mà các quan sát và nghiên cứu mới phát hiện ra sức cung phá xả lũ đập Tam Hiệp mạnh gấp 25 lần lũ tự nhiên. Ông đưa ra cảnh báo với người dân Trung Quốc khi chỉ trích những số liệu nghiên cứu của các học giả trong nước. Tiến sĩ Vương nói rằng ông tán thành kết luận trong một bài viết của các vị chuyên gia Trần Hải Vân, Trần Lực và Hứa Giang Sơn thuộc Ủy ban Bảo tồn nước sông Dương Tử. Trong đó, bài viết kết luận rằng sau khi đập Tam Hiệp được đưa vào hoạt động xảy ra một loạt các thay đổi của xả lũ ở hạ nguồn sông Dương Tử. Tổng thời gian lũ tràn vào hạ lưu đập sông Dương Tử từ Nghi Sương đến Thạch Đầu rút ngắn 30 tiếng tự nhiên xuống chỉ còn 6 tiếng, tốc độ gấp 5 lần lũ tự nhiên và có sức tàn phá gấp 25 lần lũ tự nhiên. Công trình Tam Hiệp cứ cho là tăng hay giảm, lưu lượng xuống 5.000 mét khối mỗi giây đi. Với mức độ như vậy, nó liền thay đổi bản chất lưu động của nước sông. Nó tạo thành những làn sóng đứng. Nếu bạn tưởng tượng một chút, nó hơi giống một cơn sóng thần. Sóng của nó sẽ có cái cao, có cái rất cao. Sau đó nó sẽ lao về phía trước bởi vì có độ cao. Nên sau khi nó di chuyển phía trước, tốc độ nó gấp 5 lần so với ban đầu. Tốc độ và động năng làm nên sức mạnh và tăng sức tàn phá lên gấp 25 lần. Thời gian từ Nghi Sương đến hạ lưu được rút ngắn đáng kể. Do đó, trong một thời gian ngắn đã làm tăng áp lực lũ ở hạ lưu. Điều này cho thấy tất cả số liệu quy hoạch phòng lũ của công trình Tam Hiệp đều sai. Tiến sĩ Vương cũng nói rằng sức tàn phá của trận lụt được quyết định bởi động năng của nó, bởi vì điều này đã được chứng minh trong trận vỡ đập xảy ra trước đó. Vào năm 1975, khi đập Bản Kiều ở tỉnh Hà Nam bị vỡ, kéo theo hơn 60 hồ chứa phía dưới hạ nguồn bị vỡ, khiến cho 23 triệu người chết, đập Bản Kiều vỡ với lưu lượng lũ chảy lớn nhất 17.500 m3 trên giây. Khối lượng xả lũ đập Tam Hiệp tăng từ 20.000 m3 lên 45.000 m3 mỗi giây thì việc xảy ra là chuyện bình thường. Tồi tệ hơn là cách quản lý sông Trường Giang sử dụng phương pháp cũ của Đức cách đây 100 năm, ở thượng nguồn lại xây dựng kênh rạch hóa và dưới thẳng dẫn đến tốc độ dòng chảy nhanh hơn. Vào thời điểm đó, dòng sông bị bùn hóa và kênh mương hóa, nghĩa là dòng sông ban đầu chạy theo hình chữ S và cong, giờ cái đoạn cong lại làm nó thẳng ra. Chính phủ Trung Quốc sẵn lòng làm như vậy. Tại sao? Nếu dòng sông được làm thẳng, nó sẽ có rất nhiều đất để trồng lương thực, phát triển thành phố, nhưng họ không thấy hậu quả. Lũ chảy ngày càng nhanh hơn, áp lực với lũ ngày càng lớn. Với xung kết quả lớn như thế, áp lực đối với hạ lưu sẽ rất lớn bởi vì tốc độ dòng chảy càng nhanh, kè sông ở hai bên sông Trường Giang không chắc vì đều là kè đất. Vì vậy, rõ ràng chúng không thể chịu được sức tàn phá của lũ lụt, khiến tình hình kiểm soát lũ ở khu vực hạ lưu đập Tam Hiệp nguy hiểm hơn. Tiến sĩ Phương chỉ ra rằng công trình Tam Hiệp không hề có tác dụng trong việc kiểm soát lũ nếu chỉ có thể ngăn chặn lũ rất nhỏ chứ không thể ngăn chặn lũ lớn. Với trận lũ 20 năm gặp một lần thì Tam Hiệp không thể ngăn được. Đừng nói đến lũ lụt sau 100 năm gặp một lần. Về khả năng lưu trữ của hồ chứa Tam Hiệp, tính không được chính xác. Vị Lý Bằng, cựu Thủ tướng Trung Quốc, từng đề xuất vào năm 1984, tôi đã nói rằng nếu mực nước lưu trữ của đập Tam Hiệp đạt 180 mét khối, khả năng lưu trữ lũ là 22 tỷ mét khối. Bạn trước tiên nên nhớ kỷ niệm này, 180 với 22 tỷ cuối cùng đã được phê duyệt như thế nào?
là 175m mực nước chứa và khả năng lưu trữ nước của nó 22,15 tỷ mét khối, bạn có thấy vấn đề không? Mực nước của Lý Bằng nó là cao hơn 5m so với con số 175m, nhưng khả năng lưu trữ lại nhỏ hơn tới 100 triệu đến 150 triệu mét khối. Điều này không thể vì họ đã tính sai. Tiến sĩ Vương tiết lộ rằng sức chứa của đập Tam Hiệp đã bị tính toán sai từ đầu và đó là một thảm họa lớn. Nhưng những phần tử trí thức trong chính phủ nói rằng số liệu cho lãnh đạo cho phép ghi bao nhiêu họ chỉ dám viết bấy nhiêu. Họ từ đầu tới cuối che giấu lỗi thiết kế công trình Tam Hiệp. Đảng Cộng sản Trung Quốc không chỉ cần những trí thức có tài năng thực sự mà quan trọng những trí thức trung thành và nghe theo đảng. Và tính toán sai lầm này vào thời điểm đó, giáo sư Trương Quang Đầu, người chịu trách nhiệm thiết kế công trình Tam Hiệp, đã viết thư gửi phó giám đốc của Ủy ban xây dựng Tam Hiệp. Ông nói rằng dung tích đã bị tính toán sai. Điều này Tiên Chính Anh cũng biết, Ủy ban Thủy lợi sông Trường Giang cũng biết, nhưng không thể nói với người dân Trung Quốc vấn đề này. Điều này đã được viết trong một lá thư. Ông ấy sai rồi thì sao? Điều đó có nghĩa là sai thì sai rồi. Đập Tam Hiệp thật sự không có tác dụng phòng lũ. Nguồn sống bị đe dọa của đập Tam Hiệp đang trở nên trầm trọng hơn bao giờ hết. Mỗi buổi chiều, ông Tào Thiếu Đường, một nông dân 64 tuổi sống ở thôn Cảnh Loan, quận Tân Châu, thành phố Vũ Hán, Hồ Bắc, lại ra ngồi bên ao nước trong thôn với nỗi lo lắng hằng sâu trên mặt. Đây là ao trữ nước tập thể, từng nuôi sống cả gia đình ông và người dân trong thôn. Tuy hơn 20 năm qua đã bị thu hẹp đáng kể, song vẫn là nguồn nước cung cấp sinh hoạt chính cho bao nhiêu người. Nay gặp vận hạn hán này, nước trong ao nhanh chóng cạn khô, đẩy ông và tất cả người trong thôn vào cơn khốn cùng. Bắt đầu xây dựng vào năm 1994, đập Tam Hiệp là đập thủy điện lớn nhất thế giới với độ cao 185m, dài 2.309m, công suất phát điện 84,7 tỷ kW. Trong quá trình xây dựng đập, 143 thị trấn và 13 thành phố đã bị nhấn chìm. 143 triệu cư dân hiện sống trong cảnh bấp bênh ở nơi tái định cư. Tình cảnh của ông Tào và người dân ở thôn Cảnh Loan chỉ phản ánh một góc nhỏ trong cơn bĩ cực của gần 5 triệu người dân sống bằng nghề nông ở trung và hạ lưu sông Trường Giang. Từ tháng 3 năm 2011 đến nay, cả vùng gặp phải trận hạn hán khủng khiếp nhất trong vòng 50 năm qua. Tất cả các hồ chứa nước với dung lượng 10 tỷ mét khối nước ở tỉnh Hồ Bắc nay chỉ còn 6 tỷ mét khối nước có thể dùng được, trong khi hồ loại vừa và 1.640 hồ cỡ nhỏ đã ở mức nước chết. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin về tình hình lũ lụt tại Trung Quốc của Tin Mới ngày hôm nay. Để cập nhật và theo dõi những thông tin thời sự quốc tế mới nhất cũng như là các thông tin quan trọng về tình hình Biển Đông ở trong khu vực, thì quý vị đừng quên nhấn like, share và đăng ký trên Tin Mới. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình ngày hôm nay của Tin Mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp, quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!